Nếu như các bạn đang tìm kiếm một cái công thức màu ở trên mạng và với hy vọng rằng nó sẽ giúp cho hình ảnh hoặc là đoạn video của các bạn trở nên đẹp hơn, thì hãy dừng ngay việc đó lại và xem hết video này để chúng ta cùng tìm hiểu về các nguyên lý màu sắc cơ bản trong nhiếp ảnh và điện ảnh. Từ đó các bạn có thể tạo ra một cái tác phẩm với màu sắc hài hòa như mình mong muốn mà không cần đến bất cứ một công thức màu nào cả. Chào mừng các bạn trở lại với Nhân Nguyễn Production, nơi chia sẻ kinh nghiệm làm việc thực tiễn của một nhà sản xuất video. Trong nhiếp ảnh, điện ảnh, chúng ta có rất là nhiều cách để tạo ra một cái khung ảnh đẹp, bao gồm góc máy, bố cục, ánh sáng và một phần rất là quan trọng không thể thiếu, đó chính là màu sắc. Mình dám cá rằng có rất là nhiều bạn khi mà đang xem video này đã từng xem qua những cái videographer hoặc là những cái photographer khác ở trên YouTube và tải về những cái bộ LUT hoặc là những bộ preset của họ, với hy vọng rằng mình sẽ tạo ra được những cái sản phẩm có màu sắc tương tự. Tuy nhiên là kết quả lại không được như mong muốn. Mình đã từng trải qua giai đoạn đó, và nguyên nhân chính dẫn đến vấn đề này, mình nghĩ rằng đó chính là do chúng ta chưa hiểu rõ về nguyên lý sử dụng màu sắc trong nhiếp ảnh. Sau khi thực hiện những cái video về nhiếp ảnh cơ bản, mình đã nhận được rất là nhiều những cái comment tích cực từ các bạn, và có rất là nhiều bạn đã yêu cầu mình làm về chủ đề màu sắc trong nhiếp ảnh. Vì vậy trong video ngày hôm nay, mình sẽ nói về những nguyên lý màu sắc cơ bản trong nhiếp ảnh, những cái thuật ngữ để giúp cho các bạn hiểu thêm về cách sử dụng các phần mềm chỉnh màu, chỉnh ảnh, cùng với đó là những cái ảnh hưởng tâm lý của màu sắc đối với mắt người xem, để giúp cho các bạn có thể lựa chọn được một cái màu sắc phù hợp cho câu chuyện mà mình đang muốn truyền tải. Và cuối cùng là những cái nhóm màu sắc giúp cho chúng ta thể hiện một bức ảnh hài hòa và sinh động hơn. Những lý thuyết và thông tin về màu sắc trong video ngày hôm nay không chỉ giúp cho các bạn có thể áp dụng hiệu quả trong nhiếp ảnh và điện ảnh, mà các bạn có thể áp dụng kỹ năng này trong tất cả những cái ngành nghề liên quan đến sáng tạo như là vẽ, nè, thiết kế, xây dựng bối cảnh hoặc là phối hợp màu sắc trong thời trang. Vì vậy, trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu thuật ngữ về màu sắc. Để diễn tả về một màu sắc nào đó thì chúng ta có những cái thuật ngữ như sau. Thứ nhất là hue, hay còn gọi là tông màu, họ màu. Thứ hai là value, luminosity hoặc là brightness là độ sáng của màu sắc đó. Thứ ba là saturation là độ đậm của màu. Và cuối cùng là temperature là nhiệt độ màu. Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu về hue. Hue và color đều được dịch sang tiếng Việt là màu sắc. Tuy nhiên, đây là một cái khái niệm rất là dễ nhầm lẫn, ngay cả đối với những bạn đã làm trong ngành thiết kế lâu năm. Vì vậy, đối với mình, hue dịch chính xác hơn đó chính là họ màu. Nó là tổ hợp của 12 họ màu đậm nhạt khác nhau, với góc là 12 màu trên vòng tròn màu sắc cơ bản. Ví dụ như là màu đỏ thì chúng ta có rất là nhiều những cái tông màu đỏ khác nhau như là burgundy, garnet, ruby, rose, và chúng đều có màu gốc là màu đỏ. Luminosity, value hay còn gọi là brightness là độ sáng của màu. Đặc tính này cho biết mức độ sáng và tối của một màu. Chúng ta có thể thay đổi chỉ số này bằng cách thêm màu trắng vào một màu. Ví dụ như màu đỏ thì có thể làm cho màu đỏ này sáng hơn, tuy nhiên nó cũng làm cho màu đỏ này trở nên nhạt đi. Hoặc thêm vào màu đen để làm cho màu đỏ trở nên tối hơn. Saturation là độ đậm của màu, thể hiện mức độ đậm nhạt của màu sắc trong các điều kiện ánh sáng mạnh nhẹ khác nhau. Ngoài hue, luminosity và saturation thì temperature cũng là một thuật ngữ dùng để diễn tả nhiệt độ nóng hoặc lạnh của một cái màu sắc nào đó. Những màu sắc được xem là màu nóng thì có thiên hướng về màu cam, những cái màu sắc có thiên hướng về màu xanh dương thì được xem là màu lạnh. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu về color models là hệ màu. Để nói về hệ màu thì có rất là nhiều những cái thông tin về mặt kỹ thuật, vì vậy mình không muốn làm cho các bạn bị chán trong quá trình tìm hiểu về màu sắc. Mình sẽ nói vắn tắt về những hệ màu này. Khác với thời tiểu học, khi những lớp vỡ lòng về mỹ thuật, cô giáo sẽ dạy chúng ta pha trộn những màu sắc cơ bản để tạo ra những cái màu sắc khác nhau. Điều này sẽ làm cho những cái màu sắc này trở nên đậm hơn và tối dần đi. Đó chính là hệ màu YMCK, là viết tắt của Yellow, Magenta, Cyan và K là Black là màu đen. Đây là hệ màu được dùng phổ biến trong in ấn. Còn đối với không gian kỹ thuật số thì chúng ta thường sử dụng hệ màu RGB là Red, Green and Blue hay sRGB. Cách hoạt động của hệ màu RGB hoàn toàn trái ngược với YMCK, bởi vì trên các thiết bị kỹ thuật số chúng ta sẽ thể hiện màu sắc bằng những pixel là những cái điểm ảnh.
thì mỗi pixel sẽ chứa 3 cái bóng đèn màu đỏ, màu xanh lá cây và màu xanh dương. Kết hợp độ sáng của 3 bóng đèn này nó sẽ tạo ra những cái màu sắc khác nhau. Và khi độ sáng của 3 bóng đèn này ở mức cao nhất thì nó sẽ cho chúng ta ánh sáng màu trắng. Đối với một người photographer, chúng ta chỉ cần biết rằng khi hoạt động trên những cái không gian kỹ thuật số, trên màn hình, điện thoại, máy tính, TV thì chúng ta sẽ hoạt động trên cái không gian màu RGB này rất là nhiều. Việc biết và hiểu rõ về những cái thuật ngữ này không chỉ giúp cho các bạn có thể diễn tả về một cái màu sắc nào đó, mà nó còn giúp cho các bạn có khả năng dễ dàng tiếp cận và sử dụng bất kỳ một cái phần mềm color editing nào để có thể tạo ra màu sắc mà mình mong muốn. Tuy nhiên, làm cách nào để các bạn có thể chọn ra một cái màu sắc để thể hiện đúng cái ý đồ và tác phẩm của mình? Đó là lúc chúng ta cùng nghiên cứu về những ảnh hưởng tâm lý của màu sắc đối với người xem. Những nghiên cứu về sự ảnh hưởng của màu sắc đối với tâm lý con người thường mang tính khách quan bởi vì nó có thể khác nhau dựa trên sự khác biệt về nền văn hóa, sự trải nghiệm của bản thân và cả trình độ học vấn. Vì vậy, ý nghĩa của mỗi màu sắc có thể khác nhau đối với từng người. Tuy nhiên, có rất là nhiều những cái nghiên cứu đã chứng minh màu sắc có thể ảnh hưởng đến tâm lý và suy nghĩ của một người. Ví dụ như, màu đỏ sẽ mang ý nghĩa về sự quyền lực, đam mê, phấn khích hay tình yêu. Và đối với văn hóa Á Đông thì màu đỏ còn mang ý nghĩa về sự may mắn, ví dụ như là bao lì xì vào ngày Tết. Màu hồng thì mang ý nghĩa mềm mại, dè dặt và nữ tính. Màu tím thì có mang sự huyền bí, quý phái, quyến rũ. Màu xanh lam thể hiện sự trí tuệ, hy vọng, lý trí, hòa bình. Màu xanh lá cây mang ý nghĩa thiên nhiên, tăng trưởng, tươi mát. Chính vì vậy mà các bạn thường thấy những cái thương hiệu có liên quan đến môi trường thường sử dụng màu xanh lá cây. Màu vàng mang ý nghĩa về sự hy vọng, niềm vui và sự nguy hiểm. Đó là lý do chúng ta thường thấy biển báo nguy hiểm có màu vàng. Màu cam mang đến sự ấm áp, lòng tốt hoặc là niềm vui. Còn màu trắng sẽ thể hiện sự thật, sự thờ ơ hoặc là sự thuần khiết. Đối với màu đen sẽ thể hiện sự quý phái, huyền bí, lạnh lùng hoặc là sự ma mị. Ok, vậy khi các bạn đã hiểu rõ về ý nghĩa của từng cái màu sắc khác nhau thì làm cách nào để chúng ta có thể kết hợp những màu sắc này lại để tạo ra một cái bức ảnh tự nhiên, hài hòa và tạo nên một cái sự tương phản giữa chủ thể và background? Để tìm hiểu về vấn đề này, mình xin giới thiệu với các bạn về khái niệm Color Harmony. Mình tạm dịch là sự kết hợp màu sắc. Color Harmony được hiểu đơn giản là sự kết hợp giữa những cái màu sắc khác nhau để giúp cho một cái bức ảnh hoặc là một cái thiết kế nào đó trở nên thu hút hơn về mặt thị giác. Có rất là nhiều loại Color Harmony khác nhau. Tuy nhiên, trong video ngày hôm nay, mình sẽ chỉ nói về 3 loại được sử dụng phổ biến nhất trong nhiếp ảnh và điện ảnh. Đó chính là Analogous, Monochromatic và Complementary. Một khi đã hiểu rõ về 3 cái sự kết hợp màu sắc này, các bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những sự kết hợp màu sắc khác để bổ sung kiến thức cho bản thân. Và để dễ dàng tìm hiểu về Color Harmony, mình muốn giới thiệu với các bạn một trang web, đó chính là color.adobe.com. Đây là một trang web rất là hữu dụng cho dân thiết kế và nó có thể dễ dàng giúp cho các bạn phân tích template màu của một bức ảnh hoặc là có thể tìm hiểu về những cái Color Harmony khác nhau. Mình sẽ để đường link ở phía bên dưới phần mô tả để các bạn cùng click vào và trải nghiệm cùng với mình trong video ngày hôm nay. Trước tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về sự kết hợp màu sắc. Analogous là sự kết hợp của 3 hoặc nhiều màu sắc được phân bổ đều theo hình cánh quạt trên vòng tròn màu sắc dựa trên một màu sắc chủ đạo. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy sự kết hợp màu sắc này trong thiên nhiên như bầu trời vào lúc hoàng hôn hoặc lúc bình minh. Tiếp theo là Monochromatic. Sự kết hợp này dựa trên một màu sắc chủ đạo và dùng màu sắc đó với độ đậm nhạt hoặc sáng tối khác nhau để làm nổi bật màu sắc chủ đạo. Đây là cách phối màu cực kỳ đơn giản và dễ sử dụng trong thực tế và cả lúc hậu kỳ. Các bạn có thể dễ dàng tìm thấy sự kết hợp màu sắc này trong các bức ảnh phong cảnh. Một ví dụ điển hình về sự kết hợp màu sắc monochromatic đó chính là trong bộ phim Ma Trận. Và cách phối màu phổ biến tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là complementary. Đây là cách phối hợp một màu sắc chủ đạo với một màu sắc đối lập với nó trên vòng tròn màu sắc. Sự kết hợp này sẽ tạo ra một sự tương phản về màu sắc, giúp cho các bạn có thể dùng màu sắc để tách chủ thể ra khỏi background
để tạo ra một bức ảnh có sự cuốn hút người xem hơn. Complementary là cách phối màu được sử dụng rất là phổ biến trong phim ảnh. Vì vậy, nếu như các bạn từng tìm hiểu về cách phối màu cho phim điện ảnh thì chắc chắn đã từng nghe qua bộ màu Orange and Teal. Đó chính là sự phối màu complementary. Như mình đã nói trước đó, ngoài ba cách phối màu phổ biến mà mình vừa nêu trên thì còn có rất là nhiều những cái cách phối hợp màu sắc khác nhau. Vì vậy mà tùy thuộc theo ý đồ và mong muốn sáng tạo của các bạn có thể lựa chọn một cái cách phối màu phù hợp cho tác phẩm của mình. Và sau khi đã tìm hiểu về những thuật ngữ, ý nghĩa của màu sắc và cách kết hợp giữa những màu sắc với nhau, thì làm cách nào để chúng ta có thể áp dụng tất cả những kiến thức vừa rồi vào thực tế? Một trong những cái tip hữu ích mà mình muốn chia sẻ với các bạn là trước khi bấm máy, chúng ta hãy tự hỏi bản thân những câu hỏi như sau: là khi nào và tại sao chúng ta chụp bức ảnh đó? Và hãy cố gắng sử dụng màu sắc có chủ đích. Ví dụ như hôm đó các bạn đang thực hiện một bộ ảnh đường phố và tìm thấy cho mình một hàng cây xanh rất là đẹp. Thay vì chụp ngẫu nhiên một người nào đó đi ngang qua hàng cây, các bạn có thể nhận lại và chờ đợi một ai đó có một chiếc nón đỏ hoặc là mặc một chiếc áo đỏ đi ngang. Sự tương phản màu sắc giữa màu xanh và màu đỏ sẽ tạo ra một bức ảnh nổi bật hơn và làm nổi bật chủ thể trong bức ảnh của các bạn. Và nếu như hôm đó là một ngày bầu trời trong xanh, các bạn đang thực hiện một buổi photoshoot cho model hoặc là một couple nào đó, các bạn hoàn toàn có thể gợi ý cho họ mặc một bộ outfit có màu ấm hơn như là màu vàng hoặc màu cam để giúp họ trở nên nổi bật hơn. Hay là hôm đó là một buổi chiều thu, các bạn có thể hoàn toàn kết hợp giữa màu vàng của nắng, màu đỏ và cam của lá cây để tạo ra một bức ảnh có sự phối màu analogous cực kỳ đẹp mắt. Và tất nhiên là để thuần thục bất kỳ một kỹ năng nào đó thì chúng ta cần phải thực tập rất là nhiều. Mình khuyên các bạn là hãy ra ngoài chụp ảnh nhiều hơn và luôn sử dụng màu sắc một cách có chủ đích cho bức ảnh của mình, để chúng ta biến đổi tất cả những kiến thức vừa rồi trở thành một sự phản xạ tự nhiên nằm trong tiềm thức của mình. Để khi các bạn nhìn thấy bất kỳ một màu sắc nào đó, các bạn có thể dễ dàng lựa chọn một background phù hợp hoặc là một thời điểm phù hợp trong ngày để tạo ra những cái bức ảnh thu hút về mặt thị giác. Hy vọng rằng những kiến thức vừa rồi đã giúp cho các bạn có thể hiểu thêm về nguyên lý màu sắc trong nhiếp ảnh và điện ảnh và giúp cho các bạn có thể áp dụng nó trong quá trình sáng tạo của mình. Và ngoài màu sắc ra thì bố cục và cách sử dụng máy ảnh để tạo ra những hiệu ứng đặc biệt cũng là những cái kỹ năng cần biết để giúp cho các bạn tạo ra những cái sản phẩm thú vị hơn. Mình đã từng làm video về những chủ đề này, các bạn có thể xem qua để tìm hiểu thêm. Rất cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video, và nếu như các bạn cảm thấy video này mang đến cho các bạn những thông tin hữu ích về nhiếp ảnh và điện ảnh, hoặc chỉ đơn giản là những thông tin thú vị về cuộc sống xung quanh của chúng ta, thì đừng ngần ngại bấm nút like và đăng ký kênh cho mình nhé. Và nếu như các bạn có bất kỳ một ý kiến đóng góp nào thì cũng đừng ngần ngại comment phía dưới cho mình biết, mình sẽ cố gắng cải thiện trong những video tiếp theo hoặc tạo ra những chủ đề thú vị liên quan đến nhiếp ảnh và điện ảnh để chúng ta cùng phát triển trên con đường sự nghiệp này nhé. Còn bây giờ, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Peace!